Chào tất cả các anh, hôm nay em mới về được cái đèn măng sông Tealay của anh, đèn măng sông treo ngược rất là đẹp. Hàng này thì theo người bán người ta nói thì nó hoặc sản xuất khoảng thập niên 30 á, 1930 á. Tình trạng còn là rất là đẹp. Mấy anh bắt đầu xem chi tiết nha. Đây. Cái bình của nó là nó bằng đồng nha, nhưng mà cái này nó còn cái nước sơn của nó ngày xưa luôn nè. Nếu mà tẩy sơn ra là phía trong nó là đồng đỏ nha. Đó, anh em quay từ từ mấy anh coi nha. Đầy đủ hết các linh kiện, không thiếu món nào hết. Chụp chụp trên chụp dưới còn đầy đủ nha. Đây nó bằng đồng đỏ nè, người ta tẩy ra. Cái dòng này thì nó không có bơm đâu nha, nó dùng bơm ở ngoài bơm vào. Còn dưới đây em lấy cái đầu đèn ra cho anh coi. Đây, bóng là bóng zin hãng, còn tem luôn, còn rất là mới. Tem thì em cột sẵn rồi, tí là chỉ đốt thôi, chỉ đốt thử thôi. Giờ bỏ ra lại. Cái ống dẫn dầu xuống không bị móp méo gì hết nha. Đây. Mọi chi tiết hoạt động hoàn hảo hết. Rất là đẹp. Cái này thì nó xài cái bơm rời nhưng mà xưa quá rồi đâu còn bơm. Mà xưa quá đâu còn bơm rời, bơm rời nó đâu còn nữa. Nên này em mua cái bơm. Một cái bơm này, bơm Xiaomi. Cái này bơm xe hơi. Bơm xe hơi, xe máy, xe đạp. Mình dùng cái này mình bơm áp suất vô cái bồn này mới đốt được nha. Thì mình cũng bơm 2 kg thôi. Mà hên sao mua cái này, mua cái bơm cái răng nó vừa y luôn. Giờ dầu thì mình vặn cái này mình đổ vô. Này đổ dầu vô đây. Dầu thì hồi nãy em đổ rồi, giờ em đổ thêm vô xíu nữa, đổ demo nha. Cái bình này nó to lắm, nhắc đổ cho phải cỡ 3 lít nó đầy á. Đổ lên cái cỡ từng lít chữa, lít chữa thì được rồi. Rồi mình siết chặt cái này vào. Dặn bơm vô em bơm nha. Cái đầu của nó cái mua cái bơm này nó có cái đầu có cái răng sẵn luôn rồi. Vừa y luôn, hên lắm. Bắt đầu bơm bơm khoảng 2 kg nha. Bấm bơm bơm nè. Dặn cái này vô. Cái này mình mồi bằng cái chén cồn này nè. Thì chắc cỡ chừng phải 5 chén nó mới đủ nóng nó mới cháy được nha. Có gì cái này em nếu mà em mồi cồn thì đủ 5 chén thì thời gian nó lâu lắm. Em mồi sẵn hai cỡ 2 chén rồi em khò phụ nó.
Em có quẹt họ em khò phụ cho nóng nhanh nha, cho nó nhanh chứ để video dài quá. Nếu mà bình thường không có khò thì mình đốt cái này khoảng chừng 5 chén cồn thì nó mới đầy, nó mới nóng. Rất là đẹp, cực kỳ luôn. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì em để trong phần mô tả nha. Giá bán thì em để thẳng ở trong đó luôn. Còn hình ảnh chi tiết là em để đường link trang website của em. Mấy anh mua hàng thì bấm vô website xem chi tiết, hình ảnh chi tiết. Đây, mới đốt là chén đầu tiên, chén cồn đầu tiên. Em đốt chén thứ hai rồi em lấy cái khò, em khò phụ nha. Chứ để video nó kéo dài quá, nhiều lúc mấy anh ngán coi. Chậm thêm chén nữa. Đổ cho nó ướt ướt chút nha. Đổ thoải mái đi, ướt thoải mái. Lấy khò, khò phụ. Khò phụ cho nó nhanh nóng chứ đốt mà đợi cho nó đủ nóng chứ phải 5 chén cồn như vậy nó mới nóng, nó đủ nóng. Nếu mà mình không đủ nóng mình mở sớm quá nó ra dầu sống. Ra dầu sống nó phực, nó cháy khói đen lắm. Lửa măng sông nó cháy gần hết rồi, nó cháy hết, nó trắng rồi. Mở thử nè. Nó chưa đủ nóng, nó ra khói đen thì thấy không? Đốt thêm chén nữa. Nước xuống nóng là nó sáng liền, sáng rực rỡ liền. Cái tim này, cái tim lưới măng sông này là lưới măng sông hai đầu nha mấy anh. Nhìn của nó vậy luôn á. Đó. Thiếu áp thì sao, để bơm thêm tí áp.
giữ mà bơm thêm tí áp nữa. Bơm thêm xíu áp nữa, bồng lớn nó bơm hơi bị ít rồi. Hết pin hết rồi trời. Bơm lên 3 kg nha. Nó lên sáng ghê không, nó sáng rực rỡ luôn á, sáng lắm anh. Cây này nó sáng mà đốt cái tim zin của nó sáng cực kỳ luôn. Ra tắt đèn ba nha. Đây, anh tắt đèn. Sáng vô cùng mạnh luôn nha, tiếng khè khè êm ru. Cái này mấy anh tắt, mấy anh mà ít dùng mấy anh tắt khóa ba lại, tắt xong rồi nhớ xả hơi ra nha. Khi nào mấy anh đốt thì mình bơm hơi vô, mình giờ mình công nghệ 4.0 bơm bằng máy, bấm bơm phát cái là đấy. Chứ đừng để hơi, để còn hơi trong bầu, sợ treo gần mấy nhà nóng nó làm phù bầu mở đèn đó. Rồi em kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt mấy anh. Hẹn gặp lại mấy anh vào những video sau. Bye bye.